Bởi vì tôi thấy liên tục vắt sữa From The Fork quá là vô đạo bất lương. Cút ra ngoài! Thế nên trong video này tôi đã tổng hợp những mod ký sinh trùng và tạo ra mod bách siêu ký sinh trùng. Mod này nhá là siêu ký sinh trùng. Bác vứt mẹ một vài mod ký sinh trùng khác nhau vào thành mẹ siêu ký sinh trùng em ạ. Có rất nhiều các loại ký sinh trùng lây nhiễm trong cái mod bách này. Đầu tiên phải kể đến là quái vật thịt. Một quái vật thịt có khả năng sinh sản rất là nhanh. Nếu các bạn không tiêu diệt chúng trước khi quá muộn thì cả thế giới Minecraft của các bạn sẽ ngập tràn trong thịt. Để nói cho dễ hiểu thì cái bọn này sẽ liên tục xuất hiện và biến những sinh vật xung quanh trở thành quái vật thịt. Ngoài ra còn cả những con quái vật mà các bạn sẽ phải dùng lửa để tiêu diệt và cả những con ký sinh trùng dưới lòng đất vô cùng mạnh mẽ. Mà thôi, xem đi là biết. À mà nhân tiện đây thì tôi đã đạt được 600.000 người đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đừng quên nhấn like và đăng ký để tôi có thể nhanh chóng đạt được 1 triệu sub nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trước khi tiếp tục video thì muốn giới thiệu các bạn một chiếc máy tính bảng cấu hình mạnh giá hợp lý mới vừa ra mắt, đó là Redmi Buds Pro đã được mở bán tại 7S với mức giá chỉ hơn 7 triệu đồng. Với hơn 7 triệu đồng các bạn sẽ có ở đây là màn hình kích thước hơn 12 inch sắc nét với công nghệ Dolby Vision, màu sắc rất rực rỡ và độ tương phản cao, kết hợp với 4 cụm loa Dolby Atmos vô cùng chất lượng mang đến trải nghiệm xem phim, chơi game tuyệt vời. Chiếc máy tính bảng này trang bị chip Snapdragon 7S Gen 2 cho hiệu năng mạnh mẽ để xử lý các tác vụ đa nhiệm, chơi game mượt mà và chỉnh sửa ảnh video hiệu quả. Có thể thoải mái chơi các tự game như là Genshin, Honkai một cách rất là mượt mà. Cùng với đó là viên pin khủng lên đến 10.000 mAh chỉ với một lần sạc, mang đến thời lượng sử dụng lâu dài trong số các máy tính bảng hiện nay. Với một người tuổi trẻ lưng già như tôi thì từ khi có chiếc máy tính bảng này, tôi không còn muốn ngồi PC hay là laptop nữa. Redmi Buds Pro đã mang đến cho tôi một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và với mức giá chỉ hơn 7 triệu thì tôi không còn mong được gì hơn nữa. Để biết thêm chi tiết về chiếc máy này thì anh em có thể đến ngay 120 cửa hàng Cellphone S hoặc truy cập vào đường link tôi sẽ để dưới phần mô tả, phần bình luận để có thể đặt mua online với một mức giá tốt nhất và vô cùng nhanh chóng. Nghe không? Hello. Help me. Okay. I am underwater. Ôi! Gì đấy? Gì đấy? Gì đây? Tiếng gì đấy con ơi? Vừa vào mà. Có thằng giết rồng luôn rồi à? Tâu, chả thấy con quái vật nó thế. Mới nhà trông ký sinh trùng mà, ký sinh trùng mà. À bên này này em ơi. Qua bên này. Chắc là không còn creeper nữa. Bên này. Đâu? Này mình đi vào cái đất này có bị làm sao không anh em? Chết. Không sao đâu. Vào đi tìm cái lõi của nó đi. Cứ có cái tiếng của nó. Enderman đang đánh nhau. Hello guys. Ôi mẹ ơi. Cái lõi của nó kìa, hình như thế. Con Enderman đang đánh nhau. Cái gì đấy? Kiếm ơi. Em bị yếu em rồi. I'm very hungry. Em ơi. Quái vật. Màn hình nó tự xoay rồi. Đánh nó em ơi, có một thằng nó đánh nó, quay lại đánh nó. Rồi, nhận cái kết. Con mẹ mày quá trâu. Ý bơi. Này em ơi, anh mang quà tới cho em này. Này quà này em ơi, nhận cái kết nhá. Anh ơi. Bơi. Đéo gì đây. Nhai đi anh ơi, nhai đi. Không giờ không cứt mà đổ mồm nữa. Bọn này thì ăn tảo bẹ. Mẹ như lũ mọi dợ. Đéo có tảo bẹ mà mọi tảo bẹ là Nhật Bản thế này mọi dợ. Đi xuống đây cầm đuốc đi nhá, tại tối lắm anh ạ. Cho lắc cái đuốc mà bác không có than. Ở đây xuống đây, sếp Trung đang ở dưới này mãi đéo. Chịu ơi. Gì đấy? Thằng bơ đâu. Bơ này. Có một thằng ở dưới luôn này. Thằng đéo kìa. Bảo mà. Thằng Trung. Ai? Thằng mặt. Né ra. Kinh quá. Còn mẹ mày nữa. Tí chết bố mày. Thằng bơ đâu. Trông Dương bị dính rồi. Thằng Dương bắt đầu bốc mùi rồi con ơi. Thôi anh thì sẽ chết thôi, anh thì sẽ sao đau như chó đấy. Các con ơi, phải ra quyết định sớm thôi. Ra quyết định sớm thôi, thằng Dương chạy kìa. Tự tử đi anh. Sao bác phải tự tử, bác đủ thịt mà. Đây này, bây giờ anh em để nó trong đấy đã, anh em ra bàn đã. Thằng Dương này là nó đang cố gắng là muốn ăn hết thịt của nhà mình trước khi nó chết. It hurts. Đéo hiểu. Sao biến đổi em ạ? Anh biến thành con quái vật mặt giáp được chưa mẹ? Skibidi. Thế rồi. Thế chậm rãi. Thế rồi. Đi rồi. Nó chỉ là bị mất máu thôi mà. Bơi nào nhở, quên mẹ nút phím bấm mẹ rồi. Đây, hang warden. Ship. Cho bác một cái đuốc với, tối quá. Đi thẳng. Cho bác một cái đuốc mạnh thôi. Ai à, thấy nó màu trắng không anh? Con mắt đây này, trắng không? Mắt đây này. Ừ, nãy em chết ở đây đấy. Đéo biết tự nhiên chết nhá. Mắt của mày đây này ở đây. Tự nhiên.
Thế giải thích ngay về con mắt kia. Ôi, ê, có cái thằng này đây. Đập nó đi, đập được. Mắt mắt này đập được. Nó chỉ là một cái block thôi. Nhưng mà như để nó nhìn lâu là bị mất máu hay sao ấy. Hình như nhìn nó nhìn lâu là chết đấy. À, con này đây này. Đây. Nó là cái đấy đấy. Bài. Anh nhốt thằng nào rồi? Anh nhốt nó mất rồi. Đi đi em ơi. Thôi. Ném đồ ăn ra đây nha các em. Bắt chiếu. Bắt cay nó quá. Nó có ra đâu. Trung tình. Ơi ơi. Ơi mẹ. Em ơi, ôi, nó lao về phía bên kia rồi, đi thôi em ơi, đi, nhanh, đi nhanh. Đây, đang chạy, đang bắt bố đây. Thì bố. Ủa, không được, đừng dưới ơi, không được. Đứng mẹ ở kia kìa. Đi qua nó. Đấy. Nó dẫn xuống rồi. Cứu với, hay là cứu với. Không được. Được. Cứu với, ở cứu đây với. Đi. Em, cái, mở ra. Mang quái vật xuống cái biểu. Phải làm thế thôi. Đi đường khác còn dư ơi. Ôi là ai. Các con ơi cứu ơi. Mẹ bác đào lên đúng ở ngay cái chỗ mẹ toàn quái vật. Ôi giời ơi. Đóng cửa. Nó không vào được. Mẹ. Em ơi, nó trèo được cả ta. Ôi ơi. Rồi khỏi căn nhà này ngay lập tức, còn nói gì mẹ. Bố mới nhảy xuống biển luôn. Không đéo nào nữa kia. Đéo nào đây. Chị Optimum Prime. À! Ôi ơi, thằng ấy u gót. Anh Duy Lê lại chạy ở đây phát nữa. Nào, speed người ra anh ơi. Người lái đâu không đà, cố lên nào mọi em ơi. Bơi đi anh ơi. Ui ôi, sao bơi lại chỗ nó thế. Sao anh vẫn đang thấp hối rồi. Really nigga. Thôi trung tình. Mẹ mày mà. Cầu thang ở đâu rồi. Bọn này lái được mẹ cầu thang rồi con ơi. Cầu thang rồi. Xuống là chắc chắn là bay đấy. Cầu thang đâu rồi. Nó cứ cầu thang rồi. Kinh người. Anh ơi đừng chạy vào đấy anh ơi. Bơi vào đấy anh ơi. Thiên đường đấy anh ơi. Sao tiếng cưa máy là sao? Thằng u gót nó cưa kìa. Ôi, bèn luôn này. Em chào đại ca. Má nó. Con nhện! Cái đéo thì phải nhện ơi. Con nhện. Lại đây. Chơi lại từ đầu đi. Mẹ đi. Chào con nhá. Chơi lại rồi. Bú ngay đồ. Mẹ sao lần đéo nào tạo vua mình bú được cái đồ này vậy. Đừng để nó đẻ nữa. Bye. Phá chạy về đây. Chạy về đây. Mẹ bảo chúng nó đừng có ra cối nữa. Giết cái con mà bấu này. Giết con đấy đi, giết nó. Đây. Đừng chết được. Em có áo. Mẹ xin đây. Nó giết nó. Ok. Rồi. Nó từ đâu ra vậy? À kia. Em... Gần đây luôn anh em ơi, giết chết con mẹ đi. Ôi lây lan nhanh thế. Nào. Em ơi, nó gọi ra này. Oh shit. Em mới vào tanh. Tanh giúp anh cái con sâu này đi, con sâu này phiền quá. Em dụ rồi, giật vào đập đi anh ơi. Em ơi, con sâu nó lùa anh, mẹ nó trâu quá. Đâu bây giờ mình phải đánh cái lối nào Dương ơi? Đánh thằng béo béo này ơi. Đánh thằng đấy á? Đúng rồi, cầm cái gì đấy đánh nó đi. Ok, anh giết nó luôn rồi đấy. Đúng phát cuối. Các con ơi. Ê, bên này có cái làng này. Đâu? Giết nó. Làng nào? Nhiều người già và trẻ em không? Đây rồi. Để tao. Sao bọn này mẹ độn thổ hết thế? Đâu làng nào có nhiều trẻ nhỏ và người già không em ơi?
Em ơi, bên này em ơi. Em ơi, giúp anh em ơi. Em ơi, bên này này, nó kìa. Ai con nhện. Em ơi. Sao bé tí này vụt trúng kiểu đéo ý. Em ơi, nó đây nó vụt nó bò bên đéo trúng. Nó bắn tơ kìa. Đánh giúp cái, nó bé quá. Cố em, nó bấu mẹ vào đầu em ơi. Đâu rồi? Cố em ơi. Bỏ nó ra. Bỏ nó ra. Đập đi, giết em đi, đập em, nhanh. Không được, nhanh, nó bé quá, nó bấu vào đầu rồi, không cứ biết làm gì đi, cả. Cứ chém đi. Ơi, why? À, mẹ nó vẫn lùa bộ. Trời ơi. Nhịn béo vậy. Bác có 7 len, anh em còn có len không để làm cái giường ngủ qua ngày đấy. 4 len này, 4 len này. Một len giường có sẵn mà nhỉ? 3 len này. Để lên giường trên đầu nữa, ném lên giường. Bây giờ thiếu cả gỗ nữa. Bây giờ vấn đề đéo phải chút đấy vậy. Bây giờ nhá. Ngày mai. Đuổi anh bảo này, anh bảo này. Ngày mai anh em mình phải tìm nhà của thằng trưởng lão. Xong rồi chém đầu nó luôn. Nó đang đứng cạnh anh kìa, anh thấy mặt nó không? Đi đào sắt thôi. Sao thằng nào cũng có quả dâu nhìn bực vậy? Em sinh tồn lâu ngày anh ạ, mọc mẹo dâu rồi. Của tao không? Anh chả có đâu. Chả có đâu, con bác rồi. Con mua ở đâu đây? Mua là sao? Con bác. Rồi. Ui, thằng golem này. Tao mà chết là tao phải đi xa lắm. Hả? Thằng golem. Ôi trời ơi. Thôi thôi. Nó nâng con cụ mày lên rồi. Bay off. Các con đúng chỉ để ra để fit cho nó thêm mạng nó xanh hơn. Ơi à. Đi thôi, hang đấy con ơi. Đây. Xuống hang mà gặp gặp thằng bơ nhiễm độc. Hang này anh em. Em vào thử xem nào. Ồ sắt này anh. Kích tường cưa. À cái mẹ nhà thằng mic từ thằng 17. Mic từ 17. Không phải. Thằng 17. Không phải của em. Thì rõ ràng. Bác nghe thì rõ ràng. Nhưng mà 17 có nghe được mic không? Nghe cái tiếng cưa không? Không. Đấy. Và nghe giống nghe giống tiếng xe máy hơn. Rõ ràng là cái máy cày nào nó vừa đi qua. Đây này, thấy rồi này. Ủa ơi. Thằng nào giỏi đi mà xuống. Nào, đừng đẩy, ngã rồi. Đâu sao nào? Cái gì đấy? Ủa. Ơ chém anh cái bìu à? Mẹ anh đẩy đi. Em ấn nhầm anh. Nào đi xuống đi. Có xô nước thì đổ xuống là được mà. Ôi con mẹ mày vãi cả. Này, các con này, bác lại thấy cái khu. Ôi, ai đấy à? Cái đéo gì đấy? Dì lề đã rồi. Tiếng vàng thế. Chịu rồi. Dì lề đã rồi. Này, có kiếm đá này. Đây, tránh ra nào. Mày sắp kiểu gì đéo gì đấy. Các con này, đi về hướng này. Sẽ biết tại sao. Biết tại sao anh Duy lại ngã. Rồi, đâu? Hiểu rồi đấy. Sao đấy? Đéo hiểu. Ông ấy vội. Ui giời. Đi đéo nhìn. Mẹ bác xuống luôn. Xuống đi các con ơi, xuống đây với bác nhanh. Các con ơi nhanh xuống đây. Calm down. Làm ngay cái kiếm kim cương cho thú. Ơ! Jesus. Hóa ra là cái con đấy. Cho xin cái lò lung đi. Ở đâu ấy? Hấu đập. Cái gì đấy? Gì đấy? Ơi! Con gì mọi người? Chạy đi. Em ơi, ôi, Kha dịch. Kha dịch đập được block mà đúng không? Giờ biết. Thế mà chạy rất nhanh.
Hình như bao lâu nó mới mất, bao lâu nó mới biến mất đấy. Anh đâu biết đâu, đừng có chạy xuống đây, xin đấy. Xin đấy, anh xin em đấy. Anh xin em, anh lại em, ném nó xuống đây cái bìu. Đâu rồi? Parkour around. Bây giờ nó mới ở dưới thôi, nó mới ở dưới thôi. Em bơ, cho xin nó lùng đi. Nó tàng hình em ơi, nó tàng hình. Đéo phải nó tàng hình mà nó biến thành một thằng khác. Còn đây, qua đây giúp bác đi nhanh. Nhanh! Đâu? Nhanh! Nhanh! Đâu? Đánh nó đi! Đánh nó! Đánh nó, giúp đi! Nó chỉ là thằng Kha Dinh thôi. Cố anh em ơi! 1-2, 1-2. Mọi người cố lên! Cố lên! Ui, lại vào châu vậy. Ê, mẹ con nhện. Nhện, cầm lo đây. Con nhện. Cầm lo đây. Cầm lo đây. Ui, tiếng cái đéo ghê to đấy. Tiếng gì đấy? Ê, nó. 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 Đặt tìm hỏi. Sao lên được đây vậy? Bà. Đéo hiểu. Đéo hiểu. Chắc là thoát được rồi. Bị con gì lùa đấy anh. Đừng chết, đừng chết, cả. Đừng chết, hồi máu. Ôi mày quá. Ở dưới đây em ơi, mẹ mày. Đừng để nó target, kinh cực. Nó đi xuyên block xong rồi. Đây rồi, đây rồi. Nó đến rồi, con đường đây. Anh ơi, nó là một bàn tay. Nói cái nói cái lời. Ôi. Đâu? Anh đéo tin được em thấy cái gì đâu. Cắt sỏi cho anh. Cái bãi Warden đấy, cái bãi Warden đấy khi mình đến gần nó thành màu trắng. Đây nó chiếm rồi này. Bạn nhớ cái cánh tay hôm qua mà nó cứ mò nó nối vào người không? Ừ. Đấy chỉ là một cánh tay thôi. Con này to vãi cứt. Cho em xin cái đấy nào. Ui, bác cái bánh mì rồi. Ui, đừng. Đéo ơi, nó còn bắn được mà, đéo hiểu. Thôi, cái cánh tay dưới chân em kìa. Bắn tay này là gì? À bàn tay đây, ôi, làm để cái điểm này. Đéo hiểu. Là cái điểm này nó tê lê. Vai mẹ mày như viên kinh dị. Kinh hiểu. Kinh vai luôn. Bạn nghe tiếng nói. Mẹ để đến rồi sao con ơi. Nó đến, nó tàng hình, nó target mà. Thôi sao rồi. Chạy con đây. Chạy xin đấy, mẹ mày. Ôi, nó chọn bác rồi. Bye bye, lên thôi. Lên thôi, phải lên thôi anh em ơi. Mẹ kinh bác. Chịu. Không về à. Cái xuống giúp bọn nó vậy. Các con ơi, nó đi chưa? Nó chưa đi anh ơi. Thêm bàn tay mới. Bàn tay mới. Bye. Bàn tay gì đấy? Ui, con mẹ mày, cái bàn tay đấy to quá. Anh nhìn thấy nó rồi. Anh nhìn thấy cái bàn tay đấy rồi. Cái gì vậy? Đổ đấy, bạn này đổ đấy. Con nhện ngồi thuyền em ơi. Cú te mày. Con mẹ mày nhầm rồi. Em ơi. Em đây, xuống đi em. Em xuống rồi anh. Đây anh đi vào trong này, vào trong này có cái con tởm đéo chịu được. Anh thấy cái đuôi của nó rồi. Em đứng đấy một lúc xem nào. Ôi ơi. Cái gì vậy? À, con nhện. À nó con nhện nhỏ đấy mày. Giật cả mình. Con nên xuống đây được không em? Em xuống đó. Kia đi. Em xuống lấy em cái đồ kia đi. Em xem có content. Ừ, em nhận cái kết, xuống đấy đi. Đứng ở chỗ kia kìa. Mọi người. Vào đây. Nó bảo đấy. Vào đây. Cái xúc tua kia đúng không anh? Nhện kìa mày, nhện kìa. Nhện. Nhện thôi mà em. Nhấn nút cách thì được. Ừ, thôi nhận cái kết. Với thằng nhện. À mày rồi chết rồi. À mẹ em bị. Ờ đau ạ. Đây đây đây, đây. Ở bên này có. Ôi. Còn mẹ. Đây là anh thấy rồi đấy. Nó luồn mày. Nó luồn. Cái khu đất trắng này nhá, là anh mà cứ dẫm vào nhá là nó sẽ mọc thêm. Kinh
quá. Ôi, mỗi bước anh đi ở khu màu trắng là nó sẽ mọc thêm một ít này. Thế cái tơ tơ kia là sao? Từ nhảy vào tơ kia xem nào. Ta nhảy à, đấy, nhảy thử anh... đi mà biết. Anh cứ đi vào đất trắng. Anh Duy nhảy. Cái Dương Dương thử nhảy váy tơ đi, hài cực. Anh Duy vừa nhảy bác thấy rồi. Bơ. Lava đổ xuống rồi. Ừ. Gỗ. Không lấy đồ á. Múc lava. Câu của anh. Nhìn. Ôi, nhìn được rồi. Nhìn với ba. Đứng nhìn nhìn. Đau thật. Ui ơi, bên trên nhá. Nó mọc to lắm rồi. Gần nhà mình cũng có một chỗ to đùng rồi em ơi. Ở lên trên xem thử đi. Mẹ mày giật cả mình. Má. Giai đoạn khai sáng là sao mọi người? Là sắp có con boss to đùng rồi, nó trồi trồi lên lùa mình rồi. Có, em muốn xem thử con boss đấy. Anh đã biết, anh đoán đấy. Cậu Cam này feed cho nó quá nhiều. Bơ. Nó giết anh, nó giết. Má. Này chả một cái gì luôn. Nhưng mà sao anh chết đều có nguyên nhân vậy anh? À của đúng rồi anh, em anh... vào em vào đi em ơi. À đừng dẫm vào cái xương mẹ, chọc lên đấy đau lắm. Mẹ đã bảo rồi. Đã bảo rồi. Ôi anh ơi, anh ơi, nó lên rồi. How em ơi, mẹ ui và... nó mẹ tiến hóa rồi em ơi. Xưng tấm. Nó tiến hóa rồi. Tấm này. Bố bắn ra khai ai. Vãi.